Từ 9 giờ sáng 7 tháng 6, lễ viếng đồng chí Ngô Thị Huệ, tức Bảy Huệ, diễn ra trọng thể tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn ban Bí thư Trung ương Đảng do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn vào viếng. Vì lý do công tác không thể trực tiếp vào viếng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi vòng hoa viếng chia buồn cùng gia đình. Đồng chí Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư cũng gửi vòng hoa viếng chia buồn. Đồng chí Bảy Huệ là cán bộ lão thành cách mạng, đại biểu Quốc hội các khóa 1, 2, 3, 4, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Long, nguyên Thường vụ Thành ủy Sài Gòn, nguyên Vụ trưởng Vụ quản lý cán bộ Ban Tổ chức Trung ương, phu nhân của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, huy hiệu 85 tuổi Đảng, bà từ trần lúc 20 giờ ngày 5 tháng 6 2022, đại thọ 105 tuổi. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể vừa có báo cáo giải trình và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 gửi đến các vị đại biểu Quốc hội, trong đó liên quan đến dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Ông Nguyễn Văn Thể cho biết dự án gồm 4 dự án thành phần. Đáng lưu ý, với dự án thành phần 1, ngoài trụ sở cảng vụ hàng không Bộ Giao thông Vận tải đã bố trí vốn, các trụ sở còn lại do kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn chưa được các bộ chủ quản và Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, nên công tác chuẩn bị đầu tư còn chậm. Đối với dự án thành phần 3, phần mặt bằng khu vực san nền và khu vực dự trữ chưa được bàn giao toàn bộ, còn hiện tượng sôi đổ nên nhà thầu chưa phát huy hết năng lực san nền trên toàn bộ dự án. Tường rào trên giới cho toàn bộ 5.000 hecta chưa được xây dựng nên tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, an toàn cũng như tải lấn chiếm. Đối với hạng mục đường công vụ chính, tuyến số 1 và số 2 mới đang kiểm đếm nên tiềm ẩn nguy cơ không có mặt bằng để triển khai khởi công vào tháng 12 năm 2022 và ảnh hưởng đến tiến độ chung dự án. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, vào chiều nay 7 tháng 6, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội sẽ họp bàn về những vấn đề liên quan tới Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh. Sau đó, chiều cùng ngày, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ họp chuyên đề kỳ họp thứ 6 về công tác nhân sự, xem xét bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đối với ông Chu Ngọc Anh. Trước đó, vào sáng 6 tháng 6, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã có giấy triệu tập các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội tới dự kỳ họp chuyên đề kỳ họp thứ 6, khai mạc vào lúc 15:30 chiều 7 tháng 6. Việc thực hiện quy trình bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đối với ông Chu Ngọc Anh được thực hiện ngay sau khi Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết định kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Chu Ngọc Anh do có nhiều vi phạm trong thời gian ông làm Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ. Sáng nay 7 tháng 6, một số cơ quan báo chí đã dẫn nguồn tin từ Bộ Y tế cho biết, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã gửi đơn lên cấp trên xin thôi việc và hiện đơn xin nghỉ việc của ông Sơn đang được các cơ quan chức năng xem xét. Trước thông tin này, trao đổi qua điện thoại với phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết ông đang họp và không bình luận gì về thông tin mình có đơn xin nghỉ việc. Trong năm 2020 và 2021, ông Sơn được giao nhiệm vụ là trưởng bộ phận thường trực chống dịch của Bộ Y tế tại Đà Nẵng, Bắc Giang và thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó đã góp phần không nhỏ giúp các địa phương này trong việc khống chế dịch COVID-19. Tuy nhiên, qua đợt chống dịch, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cũng đã bị kỷ luật 2 lần với hình thức khiển trách và cảnh cáo do có liên quan tới công ty cổ phần Việt Á. Ngày 7 tháng 6, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Nông cho biết, Chi cục Kiểm lâm tỉnh này vừa có báo cáo liên quan việc Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên làm mất hơn 2.000 hecta rừng ở Đắk Lông, tỉnh Đắk Nông. Theo đó, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông đã có công văn yêu cầu hạt Kiểm lâm huyện Đắk Lông tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể cá nhân liên quan giai đoạn 2005-2020 trong công tác quản lý bảo vệ rừng để mất rừng với diện tích lớn hơn 2.052 hecta. Theo Chi cục Kiểm lâm Đắk Nông, những người liên quan trong vụ việc hiện một số người đã xin thôi việc, chuyển công tác hoặc đã nghỉ hưu. Bên cạnh đó cũng hết thời hiệu xử lý kỷ luật nên phía Chi cục Kiểm lâm kiến nghị không thi hành hình thức kỷ luật khiển trách mà yêu cầu công chức kiểm điểm rút kinh nghiệm. Sáng 7 tháng 6, ông Hà Văn Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Lý, huyện Trẻo Cao, Mường Lát, Thanh Hóa cho biết, ông đang cùng lực lượng vào bản úng chỉ đạo giúp dân di dời khẩn cấp đến nơi an toàn. Trước đó, từ ngày hôm qua 6 tháng 6, địa bàn xã Mường Lý có mưa rất lớn đã gây ra tình trạng sạt lở nhiều nơi, đặc biệt ở địa bàn bản úng, Xì Lồ, Sa Lung, Trung Tiến. Ông Hà Văn Tuấn cho hay trước mắt địa phương ưu tiên sơ tán người trước, sau đó đến tài sản. Từ giờ đến tối sẽ sơ tán khoảng 100 hộ dân đến nơi an toàn.